Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày đầu quốc tang tưởng nhớ cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi, ngày 20 tháng 5, Iran tuyên bố quốc tang 5 ngày dành cho tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức tử nạn trong vụ trực thăng rơi một ngày trước đó. Theo hãng tin Reuters, những người được cho là trung thành với chính phủ Iran hiện tập trung tại các đền thờ Hồi giáo tại các quảng trường để cầu nguyện cho cố tổng thống Raisi và cố ngoại trưởng Amir Abdollahian cùng các quan chức khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong khi đó, hầu hết các hàng quán vẫn mở cửa và chính quyền cũng không có ý định làm gián đoạn cuộc sống thường nhật. Nhiều người ủng hộ đường lối giáo luật bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vị tổng thống 63 tuổi. Chiều ngày 20 tháng 5, đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh người dân thương tiếc vị cố tổng thống Tuy nhiên, một bộ phận người dân ở Iran vẫn phản đối cố tổng thống Iran Ibrahim Raisi dù ông đã nằm xuống vì không đồng tình với một số chính sách hà khắc của chính phủ dưới thời của ông. Iran tổ chức bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 6. Ngày bầu cử tổng thống Iran được xác định trong cuộc họp có sự tham dự của phó tổng thống thứ nhất là Mohammed Mokber, chánh án tư pháp Gohamsun Sen Mohansen Echi Chủ tịch Quốc hội Mohamed Bakke Kalibaf và Phó chủ tịch phụ trách vấn đề pháp lý là Mohamed Dehghan, cùng các đại diện của Iran, trong cuộc họp, những người tham gia cũng thống nhất quy trình bầu cử bao gồm thành lập phái đoàn điều hành, đăng ký ứng cử viên và khởi động chiến dịch bầu cử. Theo lịch trình, giai đoạn đăng ký sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, sau đó ứng cử viên tiến hành chiến dịch tranh cử từ ngày 12 đến 27 tháng 6. thêm một vụ tấn công bằng dao ở Trung Quốc, ba người bị thiệt mạng. Cảnh sát Trung Quốc cho biết ba người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau vụ tấn công bằng dao xảy ra vào tối ngày 20 tháng 5 tại một công viên ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hà Hồ Nam, miền Trung nước này. Cảnh sát cho biết hai người bị thương có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Nghi phạm Nam Họ Hoang, 35 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Cơ quan chức năng đang điều tra sâu hơn về vụ việc. Vụ đâm dao ở công viên xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ đâm dao tại trường tiểu học ở tỉnh Giang Tây Đông Nam Trung Quốc khiến hai người thiệt mạng và 10 người bị thương. Máy bay Singapore gặp nhiễu động, một người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Máy bay chở 229 người của Singapore Airlines gặp nhiễu động nghiêm trọng khiến hàng chục người bị thương và một người chết. Chiếc Boeing 777-300ER mang số hiệu chuyến bay SQ-321 Gặp nhiễu động nghiêm trọng khi đang trên đường từ sân bay Heathrow của Anh tới Singapore, máy bay phải chuyển hướng tới Bangkok, Thái Lan và hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi. Chưa rõ thông tin về quốc tịch của người thiệt mạng, nguyên nhân cụ thể gây ra cái chết và nạn nhân là hành khách hay là thành viên phi hành đoàn. Boeing 777-300ER là biến thể đời thứ hai của dòng 777 với 365 hoặc 396 ghế ngồi tùy mẫu. Máy bay có tốc độ tối đa là 924 đến 945 km/h, tốc độ hành trình 892 km/h, tầm bay tối đa là hơn 13.600 km và trần bay là hơn 13.000 m. Tổng thống Nga Putin hoãn tới Việt Nam vì Việt Nam chưa kịp bầu chủ tịch nước. Ông Putin vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc vào hôm 18 tháng 5 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng sau khi rời Bắc Kinh, ông Putin sẽ đến Hà Nội trước khi bay về Moscow, nhưng Hà Nội lại đang bận biểu với đấu đá chính trị trong nước. Người đồng cấp để đón và hội đàm với Tổng thống Nga sẽ là Chủ tịch nước Việt Nam, nhưng vị trí này đang bị bỏ trống sau khi hai vị chủ tịch nước đều từ chức liên tiếp trong vòng có hơn một năm mà mới nhất là ông Võ Văn Thưởng vào hồi tháng 3. Ngày 20 tháng 5, Quốc hội Việt Nam đã nhóm họp để bầu ra chủ tịch quốc hội mới, nhưng phải đến sáng ngày 22 tháng 5, quốc hội mới bầu tân chủ tịch nước, dự kiến sẽ là đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm, truyền thông trong nước đưa tin. Hôm ngày 15 tháng 5, ông Gennady Stepanovic Besdeto, Đại sứ Nga tại Việt Nam đã nói với báo chí trong nước rằng ông Putin sẽ đến Việt Nam trong tương lai gần nhưng chưa xác định ngày giờ cụ thể. Hồi tháng 3, Việt Nam đã từng phải hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan vì lý do nội bộ trong lúc có những tin đồn về việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp ra đi. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng đối với hầu hết các nghị quyết của Liên hợp quốc lên án hành vi xâm lược của Nga vào Ukraine và vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ với Moscow bất chấp sự vận động của các nước châu Âu. Việc hoãn chuyến thăm của ông Putin có thể là do Việt Nam ngần ngại về hậu quả ngoại giao với phương Tây, thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, theo đài DW đưa tin. Nhưng đài này lại dẫn hai nguồn tin từ EU và Việt Nam cho biết rằng nhiều khả năng là do bất ổn chính trị của Hà Nội. Đi ngược với phương Tây, Pháp ủng hộ ICC bắt Thủ tướng Israel theo đài CNN, Pháp đi ngược với các đồng minh phương Tây bày tỏ sự ủng hộ đối với tòa ICC, tòa án hình sự quốc tế ICC, khi văn phòng công tố của tòa này cho biết đã xin lệnh bắt giữ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar. Theo đó, công tố viên trưởng Karim Khan của ICC cho biết ông đang xin trách bắt giữ thủ tướng Israel Netanyahu cùng bộ trưởng quốc phòng là Israel cho cáo buộc gây ra sự hủy diệt, tạo ra nạn đói như một phương thức chiến tranh, bao gồm cả việc từ chối cứu trợ nhân đạo, cố tình nhắm vào dân thường trong xung đột. Về phía Hamas, ông Khan đang theo đuổi các lệnh bắt đối với thủ lĩnh Hamas Sinwar, lãnh đạo lữ đoàn Al-Qasim và lãnh đạo chính trị của Hamas. Ba lãnh đạo Hamas bị cáo buộc tiêu diệt, giết người và bắt giữ con tin, hãm hiếp và tấn công tình dục tại nơi giam giữ. Pháp cho biết trong nhiều tháng qua nước này đã cảnh báo về sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và đặc biệt là về mức thương vong nhân sự không thể chấp nhận được ở giải gaza, cũng như việc không thể tiếp cận được hỗ trợ nhân đạo. Chủ tịch Hạ viện Mỹ dọa sẽ trừng phạt ICC. Chủ tịch Hạ viện Johnson nói Quốc hội Mỹ xem xét mọi phương án, gồm cả áp lệnh trừng phạt sau khi công tố viên ICC xin lệnh bắt lãnh đạo Israel mike johnson ra thông cáo nói rằng tòa hình sự quốc tế icc không có thẩm quyền với israel và mỹ toàn thế giới cần lên án những quyết định vô căn cứ và phi pháp do họ đưa ra các cơ quan hành chính quốc tế không được phép sử dụng chiến tranh pháp lý để lật đổ giới lãnh đạo các nước dân chủ đang tuân thủ thượng tôn pháp luật thông cáo được đưa ra sau khi công tố viên trưởng icc karim khan thông báo đang xin lệnh bắt thủ tướng israel benjamin netanyahu cùng thủ lĩnh Hamas với những cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Ông Johnson cho rằng động thái của ICC được thúc đẩy do chính quyền tổng thống Joe Biden gần đây đã gây áp lực nhằm vào Israel. Ông nhấn mạnh Israel đang tiến hành một cuộc chiến chính nghĩa để sinh tồn. Tổng thống Biden trước đó cũng đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng chiến dịch của Tel Aviv ở giải Gaza là diệt chủng và chỉ trích công tố viên của ICC xin lệnh bắt lãnh đạo Israel các cán bộ chống lại thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Israel gồm gây ra cuộc tàm sát, ngược đãi gây ra nạn đói như một biện pháp chiến tranh chặn viện trợ nhân đạo và cố tình nhằm vào dân thường trong xung đột. Australia và New Zealand di tản công dân ra khỏi New Caledonia Ngày 21 tháng 5, Australia và New Zealand cho biết sẽ đưa máy bay đến New Caledonia để di tản công dân về nước. Động thái diễn ra trong bối cảnh bạo loạn tại New Caledonia vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngoại trưởng Australia là Penny Wong cho biết, nước này đã nhận được thông báo về việc cho phép cử máy bay đến New Caledonia đưa công dân về nước. Ngay trong ngày 21 tháng 5, Australia sẽ cử hai máy bay đến New Caledonia để thực hiện nhiệm vụ này. Không chỉ đưa công dân Australia về nước, máy bay của Australia cũng sẽ chở cả khách du lịch của các quốc gia khác rời khỏi New Caledonia. New Zealand cũng sẽ cử một máy bay đến New Caledonia trong ngày 21 tháng 5 để đưa 50 công dân về nước. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết, trong những ngày tới, New Zealand sẽ tiếp tục phối hợp với Pháp, Australia và các đối tác để đảm bảo cho sự an toàn cho công dân các nước tại New Caledonia. Chiến dịch di tản công dân Australia và New Zealand khỏi New Caledonia được tiến hành sau khi Pháp cử hơn 1.000 cảnh sát, quân đội và lực lượng an ninh đến New Caledonia để kiểm soát tình hình và mở tuyến đường an toàn đến sân bay quốc tế ở thủ đô Nomi. Ngày 20 tháng 5, ông Louis Lefranc, cao ủy Pháp tại New Caledonia, là quần đảo nằm trên Thái Bình Dương thuộc Pháp, nói rằng Pháp đã điều động 1.000 cảnh sát đến quần đảo này để ổn định tình hình trong bối cảnh bạo loạn tiếp tục diễn ra phức tạp tại đây. Dù vậy, người biểu tình vẫn tiếp tục những hoạt động phản đối bằng việc chặn các con đường trên đảo. Ở tòa cả tháng, ông Trump vẫn gây quỹ tranh cử vượt ông Biden. Tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên số tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden tụt lại so với đối thủ là cựu tổng thống Donald Trump. Theo hãng tin Reuters ngày 21 tháng 5, chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ Joe Biden và Ủy ban toàn quốc Đảng Dân chủ báo cáo đã huy động được hơn 51 triệu đô la Mỹ trong tháng 4, thấp hơn so với mức huy động 76 triệu đô la Mỹ của ông Donald Trump và Đảng Cộng hòa. Mức 51 triệu đô la Mỹ vào tháng 4 cũng thấp hơn 90 triệu đô la Mỹ mà ông Biden đã huy động được vào hồi tháng 3. Hiện tại chiến dịch tranh cử của ông Biden có 192 triệu đô la Mỹ, vượt xa tất cả các ứng viên trong lịch sử của đảng này ở cùng giai đoạn. Số liệu mới nhất cho thấy ông Biden vẫn có lợi thế về tiền mặt, nhưng ông Trump có thể đang thu hẹp khoảng cách trong các nỗ lực gây quỹ, trang tin Asos nhận định. Ngân sách huy động được trong tháng 4 của ông Trump được thúc đẩy nhờ số tiền kỷ lục 50,5 triệu đô la Mỹ mà ông đã huy động được chỉ trong một sự kiện vào hồi đầu tháng tại Palm Beach, bang Florida. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh đợt gây quỹ tháng 4 là đặc biệt đáng chú ý vì cựu tổng thống Mỹ đã dành gần 9 tiếng mỗi ngày trong phòng xử án. Tập đoàn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lỗ 328 triệu đô la Mỹ Tập đoàn công nghệ và truyền thông Trum của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã báo lỗ hơn 300 triệu đô la Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2024. Theo thông báo ngày 21 tháng 5, tập đoàn này đã lỗ ròng 327,6 triệu đô la Mỹ trong quý 1 2024, cao gấp nhiều lần so với mức lỗ ròng 210.300 đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. Trong quý vừa qua, Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump chỉ tạo ra doanh thu 770.500 đô la Mỹ. Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump hiện điều hành Truth Social, nền tảng truyền thông do ông Trump sáng lập với việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 26 tháng 3 vừa qua trên sàn Nasdaq. Tập đoàn truyền thông của ông Trump có nghĩa vụ phải công bố kết quả kinh doanh hàng quý. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia đã ví cổ phiếu của tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump được ví như là cổ phiếu mim do có giá trị được thúc đẩy nhờ tính đại chúng hơn là tình hình tài chính hay là tầm nhìn của doanh nghiệp. Trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 5, giá dầu thế giới đi xuống khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết đang chờ thêm dấu hiệu lạm phát giảm trước khi bắt đầu hạ lãi suất. Hai quan chức hàng đầu của Fed cho biết họ chưa chắc chắn về việc lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương này một cách bền vững sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy giá tiêu dùng đã giảm bớt trong tháng 4. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí vay cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu. Chốt phiên này, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 27 xu, tương đương 0,3% xuống mức 83,71 đô la Mỹ cho một thùng. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI giảm 26 xu tương đương 0,3% xuống còn 79,80 đô la Mỹ cho một thùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dường như không chịu ảnh hưởng do tình hình bất ổn chính trị ở hai quốc gia sản xuất lớn sau vụ tai nạn của máy bay chở Tổng thống Iran và Thái tử Saudi Arabia hoãn chuyến đi tới Nhật Bản vì sức khỏe của quốc vương. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh được gọi là OPEC Cộng dự kiến nhóm họp vào ngày 1 tháng 6. Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Saudi tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 3 đạt mức cao nhất trong 9 tháng. Chuỗi nhà hàng hải sản lớn nhất thế giới phá sản Hôm 19 tháng 5, chuỗi nhà hàng hải sản Red Lobster của Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và cho biết hiện gánh khoản nợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhưng tiền mặt còn chưa đến 30 triệu đô. Hãng dự định bán bớt mảng kinh doanh cho các chủ nợ để có vốn duy trì hoạt động. Trong thời gian này, họ tiếp tục đóng cửa các nhà hàng. Red Lobster nổi tiếng với càng cua và các món từ tôm, hiện là chuỗi nhà hàng hải sản lớn nhất thế giới. Red Lobster tăng trưởng nhanh chóng trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Năm 2016, nữ ca sĩ Beyoncé nhắc đến chuỗi này trong ca khúc của mình, giúp doanh số của hãng tăng vọt. Với 578 nhà hàng tại Mỹ và Canada, chuỗi này đã phục vụ 64 triệu lượt khách mỗi năm, đem về doanh thu 2 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 20% đuôi tôm hùm tại Bắc Mỹ được bán cho Red Lobster. Tuy nhiên, các sai lầm quản lý thời gian gần đây cùng với tình trạng lạm phát, cạnh tranh và nhiều yếu tố khác đã khiến cho hãng này lao đao. Các nhà phân tích và cựu nhân viên của hãng cho biết, chuỗi này cũng khó cạnh tranh với đối thủ khi nhiều năm liền không đầu tư mạnh cho marketing, chất lượng đồ ăn, phục vụ và cơ sở vật chất. Pfizer thắng kiện bằng sáng chế thuốc ung thư trước AstraZeneca. Theo phán quyết của Bồi thẩm đoàn vào hôm 18 tháng 5, thuốc ung thư phổi Tariso của AstraZeneca đã vi phạm quyền sáng chế của công ty con là Way, được Pfizer mua lại kể từ năm 2009. Tòa án cho biết hai bằng sáng chế vi phạm có liên quan đến thuốc điều trị ung thư vú là Nerdlings do Puma Biotechnology sản xuất. Puma mua bản quyền thuốc từ Pfizer. Người phát ngôn của AstraZeneca cho biết công ty rất thất vọng với phán quyết từ bồi thẩm đoàn. Hãng vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào quyền sầu trí tuệ liên quan đến thuốc Tarisol và cam kết mạnh mẽ bảo vệ quyền này. Theo báo cáo từ phía AstraZeneca, thuốc ung thư Tarisol đã đem lại cho hãng doanh thu gần 5,8 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. AstraZeneca phủ nhận việc vi phạm các bằng sáng chế và cho rằng chúng không hợp lệ. Năm 2021, Pfizer đã kiện AstraZeneca vì vi phạm bản quyền, lập luận rằng Tariso sử dụng chất ức chế kinase để điều trị ung thư theo cách tương tự như là Nodins. Tariso là thuốc ức chế yếu tố phát biểu mô thế hệ 3 có trong ung thư phổi, không tế bào nhỏ di căn. Thuốc được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA phê duyệt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2015, phê duyệt hoàn toàn vào năm 2017. Nerlings là thuốc điều trị ung thư vú khi kết thúc liệu pháp Trastuzumab hoặc dự phòng tái phát ung thư vú. Tuân thủ chỉ định liều dùng thuốc Nerlings sẽ giúp người bệnh nâng cao hiệu quả điều trị và tránh được những tác dụng phụ không mong muốn. Chuyến bay phải hạ cánh ngay vì máy tính sắp tay kẹt trên ghế. Chuyến bay vào hôm Chủ nhật từ Zurich, Thụy Sĩ đến Chicago của Mỹ đã chuyển hướng đến Shannon Island, Dữ liệu từ flightradar 24 cho thấy chiếc Boeing 767 đã bay hơn 800 cây số trên Đại Tây Dương khi nó quay đầu lại. Sau khi máy bay hạ cánh, nhiều người thợ ở sân bay mới có thể lấy chiếc máy tính sách tay rời khỏi ghế, nhưng phi hành đoàn đã đạt tới thời gian tối đa nên không thể đưa 157 hành khách đi tiếp tới Chicago. Trong một tuyên bố được chia sẻ với Business Insider, phát ngôn viên của hãng hàng không United cho biết chuyến bay đã chuyển hướng để giải quyết rủi ro an toàn tiềm ẩn do máy tính sách tay bị mắc kẹt ở một vị trí không thể tiếp cận. Lợi ích tuyệt vời của cà chua Cà chua giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, hạ huyết áp phòng ngừa bệnh tim mạch, giảm cholesterol. Cà chua chứa 3 chất chống oxy hóa mạnh là beta-carotene, có hoạt tính vitamin A trong cơ thể, vitamin E và vitamin C. Cà chua cũng rất giàu kali, một cốc nước ép cà chua chứa 534 mg kali. Dưới đây là một số lợi ích từ cà chua. Thứ nhất là giảm cholesterol, một cốc cà chua cung cấp 9% chất xơ giúp giảm mức cholesterol cao. Cà chua cũng chứa niacin, vitamin B3 được sử dụng trong các bữa ăn giúp giảm mức cholesterol. Thứ hai là hạ huyết áp và phòng ngừa bệnh tim mạch. Cà chua là nguồn cung cấp dầu kali có tác dụng giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Vitamin B6 và folate có trong cà chua cần thiết cho cơ thể để chuyển hóa homocysteine thành các phân tử lành tính khác. Mức homocysteine cao có thể trực tiếp làm tổn thương thành mạch máu và có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Thứ ba là tăng cường miễn dịch tiêu thụ cà chua giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm và cảm lạnh bởi sự thiếu hụt carotin bao gồm lượng lycopene và beta carotin cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cảm cúm. Ngoài ra các vitamin có trong cà chua giúp tăng cường hệ miễn dịch. Thứ tư là giúp xương chắc khỏe. Một khẩu phần ăn cà chua cung cấp 18% giá trị vitamin K hàng ngày giúp tăng cường sức mạnh của xương. Thứ năm là điều trị giãn mạch vitamin c trong cà chua có tác dụng làm giảm mạch máu một cách hiệu quả trong các trường hợp sơ vữa động mạch suy tim sung huyết cholesterol cao đau thắt ngực và huyết áp cao người ta đã phát hiện ra rằng việc bổ sung vitamin c giúp cải thiện sự giãn nở mạch máu thứ sáu là cải thiện thị giác đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các vấn đề về thị giác việc tăng lượng vitamin C trong cà chua làm tăng lượng máu cung cấp cho đến vùng thị giác của cơ thể và giúp chữa chứng rối loạn mắt này. thứ bảy là chống nắng. các nghiên cứu cho thấy lycopene trong cà chua có tác dụng như một loại kem chống nắng tự nhiên giúp bảo vệ da chống lại tia UV. thứ tám là phòng ngừa ung thư. các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các loại rau củ quả chứa nhiều vitamin C giúp giảm khả năng mắc bệnh ung thư phổi, miệng, dây thanh âm, họng, đại tràng, trực tràng dạ dày và thực quản. Các loại trái cây như là cà chua, cam, lựu rất giàu vitamin C. Thứ chín là cải thiện tâm trạng. Vitamin C có trong cà chua đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine, từ đó giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe não bộ. Người bị trào ngược axit và bệnh trào ngược dạ dày, thực quản. Người mắc bệnh thận nên hạn chế ăn cà chua. Việc bổ sung thường xuyên cà chua trong chế độ ăn cần có sự tham khảo ý kiến của chuyên gia hoặc là bác sĩ dinh dưỡng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình canada và thế giới xin chào và hẹn gặp lại